Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sằng Khà dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mộc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi à, tối mê cầu được tri tri à, vẹn toàn. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quang lâm vào đạo tràng. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh Pháp Hữu ở Đăng Đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh dâng mít trời cho huynh. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiếng bác. Dạ cảm ơn đạo tràng và kính mời huynh ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính ảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Dạ nghe rõ, dạ cảm ơn. Để trước khi bắt đầu buổi chia sẻ đàm luận Phật pháp hôm nay thì chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi tâm lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Dhammang Sangham Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt.
Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào chương trình chia sẻ đàm luận Phật pháp sáng hôm nay, sáng thứ hai giờ Việt Nam và giờ ở bên Perth, bên Tây Úc. Hôm nay thì nếu mà nhìn lại trong lịch thì là ngày 4 tháng 5 năm 2020. Tính theo âm lịch thì ngày 12 tháng 4. Và cũng là cái tuần lễ Vesak, tuần lễ Tam Hợp, hay là theo cái truyền thống Bắc Tông thì tuần lễ Phật Đản, ngày đản sanh của ngài Bồ Tát. Và ở Việt Nam theo như chúng tôi biết mấy năm qua thì tổ chức cả một tuần gọi tuần lễ Phật Đản từ ngày mùng 8 tới ngày rằm tháng 4. Và ngày rằm tháng 4 là ngày đại lễ, tất cả các chùa tập trung về Phật tử tập trung về một cái địa điểm trung ương ở mỗi tỉnh thành, mỗi thành phố để cử hành chung. Còn từ ngày mùng 8 cho đến ngày 17 ngày rằm thì tùy theo cái tình hình, cái điều kiện của từng chùa, từng địa phương. Các anh chị đợi tôi chút xíu, chúng tôi đang có để bận phone. Hello, không biết có cần nghe rõ không ạ? Được từ cái điện thoại. Bây giờ thì dàn xếp bối tân thành thử có thể xem video được, xem hình ảnh của cô hai thì ở bên ở Úc, nhưng mà ở miền 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 đông nước Úc, rồi nói chuyện luôn với lại cô ba tức là bên Mỹ. Bên đó bên Mỹ thì tối chủ nhật. Rồi bây giờ giao cái điện thoại là cho bà xã để nói chuyện. Chúng tôi xin trở lại cái buổi đàm luận hôm nay. Thì cũng nhân cái dịp đó, ngày rằm thì nếu mà tính theo lịch thì là ngày ngày thứ năm. Thì bây giờ ngày 12 thì chúng tôi cũng xin mạn phép được chia sẻ ít điều nhân cái dịp để lễ Vesak. Theo truyền thống Nam Tông như chúng ta cũng biết, thì chúng ta xem như là cái ngày rằm tháng 4 là ngày lễ Tam Hợp, kỷ niệm ba dịp lớn. Đúng là cái ngày cũng là cái ngày ngày Bồ Tát đản sinh, hay là mình gọi là Phật đản. Thứ hai là kỷ niệm ngày thành đạo, và thứ ba là kỷ niệm ngày nhập diệt. Ba cái dịp đó đều xảy ra cùng một ngày, đó là ngày rằm tháng 4 theo cái kiểu của mình. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại truyền thống của những quốc gia và Phật giáo Á Châu cũng như về lịch sử thì mình thấy những cái ngày nó cũng không hẳn là thống nhất như vậy, nó có một vài cái sự phát kịp phát khác nhau, nhưng mình cũng nên biết để có cái sự thông cảm qua đầu. Thì nhiều năm trước chúng tôi có trình bày cái vấn đề này rồi, và hôm nay chúng tôi cũng xin mạn phép trình bày lại để có một số anh chị chưa có biết thì có thể vào đó và để biết thêm. Thì mời các anh chị đi vào cái hình, cái biểu đồ chúng tôi soạn nhiều năm trước. Thì theo lịch sử, khi Phật giáo truyền từ từ Ấn Độ, được truyền lên theo cái đường tơ lụa đi vào A Phú Hãn, rồi sau đó lên miền Bắc, vượt sa mạc đi vào trong Trung Hoa. Thì trong cái có nhiều cái bộ phái khác nhau, để lại nhiều cái tài liệu kinh điển khác nhau và dịch ra thứ tiếng của địa phương. Ngoài và cái những cái sự kiện lịch sử xảy ra trong cái cuộc đời của Đức Phật khi còn tại thế không có được ghi lại rõ ràng, và tùy theo cái truyền thống của mỗi một quốc gia hay là mỗi tông phái rồi từ từ phát triển thành ra ấn định những cái ngày lễ tương đối không có giống nhau, rồi mở không được không biết có anh chị khác có mở được hay không. Cái link mà chúng tôi mới vừa đưa ra không biết là có mở được hay không.
Có thể chép và mở thử xem sao. Chúng tôi mới vừa mở thì thấy cũng dễ dàng. Mở được và đò ra cũng không biết có trục trặc gì hay không. Bên này chúng tôi mở dễ dàng. Thì cũng không có gì. Ở đây chỉ nhắc lại, chúng ta nhớ cái truyền thống cho rằng ba cái dịp trọng đại đó xảy ra trùng ở một ngày, dĩ nhiên là khác năm, trùng một ngày mà mình gọi là tam hợp, tức là đản sinh, thành đạo và Phật Niết Bàn. Ba cái dịp đó mình gọi là tam hợp thì xảy ra. Trong kinh điển truyền thống như chúng tôi đã theo chúng tôi biết, chẳng hạn như trong cái bộ kinh Tạng của Nikaya thì không có nói rõ vấn đề này. Có lẽ là ghi ở trong chú giải mà chúng tôi chưa có tìm ra được, trong chú giải kinh điển chứ không có trong chánh tạng. Theo những gì chúng tôi biết, có thể chúng tôi biết chưa hết, thì anh chị nào có thông tin thì cho xin xin cho biết thêm để mình bổ sung. Tuy nhiên có hai cái sự kiện mà chúng tôi có thể thấy được. Thứ nhất là dựa vào cuốn sử ký, cuốn nhật ký của ngài Huyền Trang khi ngài thỉnh kinh. Ngài Huyền Trang đi sang Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ bảy, tức là khoảng gần 1.000 năm, hơn 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì ngài có ghi lại, ngài thấy nói rằng có những cái bộ phái tông phái Ấn Độ họ đều cử hành ngày tam hợp, tức là ba cái dịp đó cùng một ngày. Có điều đó ngài có ghi nhưng mà không nói rõ là ngày nào, nhưng mà nó là có cái dịp tam hợp. Các anh chị nghe được chỗ này ha, là cái ý nghĩa tam hợp là có ghi. Thứ hai nữa là có ghi trong cái bài kinh du hành trong trường A Hàm, hiện nay còn ở trong Hán Tạng. Bài kinh trường A Hàm được coi như là tương đương với trường bộ kinh của Nikaya. Ở trong Nikaya thì không thấy ghi, nhưng mà trong trường A Hàm bài kinh du hành tương đương với bộ kinh, với bài kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Nikaya đó. Trong trường A Hàm kinh du hành, tức là bài kinh số 2, thì khi trong cái phần kết luận sau khi mà tường trình lại, ghi lại những cái ngày của tháng cuối cùng của Đức Phật rồi ngày nhập diệt đó, thì có một cái bài kệ đúc kết về cái tóm tắt về cuộc đời của Đức Phật. Thì trong đó có nói rõ là ngài xuất gia, ngài đản sinh, thành đạo và xuất gia đều cùng một ngày. Đó là ngày mùng 8 tháng 2. Mùng 8 tháng 2 là ngày đản sinh, mùng 8 tháng 2 là ngày thành đạo và mùng 8 tháng 2 là ngày nhập Niết Bàn. Như vậy thì cái ý nghĩa tam hợp đó có ghi ở trong đó chứ không phải là không. Mà về sau này có lẽ về phát triển nhiều cái truyền thống khác nhau bên Trung Quốc, thành thử ra mỗi cái truyền thống như vậy thì lại chuyển, có nghĩa là tôi theo chúng tôi nghĩ là chuyển cái lịch Ấn Độ thành ra cái lịch của Trung Quốc, tức là âm lịch mình hay gọi địa phương, rồi nó có những cái sai biệt. Cái ngay lúc đầu tức là cái A Hàm, tức là những cái bộ kinh sớm nhất mà người người Trung Hoa họ thỉnh từ Ấn Độ về rồi dịch ra tiếng tiếng Hán đó, thì có ghi rõ ràng trong cái bài kinh du hành là đó là cái dịp tam hợp, nhưng mà lại là mùng 8 tháng 2 chứ không phải là rằm. Có hai cái điểm mà mình cần lưu ý nữa. Thứ nhất, bây giờ mình nói xong về vấn đề tam hợp rồi, các anh chị nghe rõ chỗ này chưa, nghe rõ được rồi ha, nắm được chỗ này, tức là cái ý nghĩa tam hợp, ý chúng tôi muốn nói là có ghi ở trong Hán Tạng chứ không phải là không có ghi. Thứ hai, cái điểm quan trọng thứ hai là nói về cái ngày tháng. Ngày mùng 8 thì chúng tôi không hiểu cái ý nghĩa tại sao lại chọn cái ngày mùng 8 thay vì ngày rằm. Bởi vì mình thấy rằng dầu cho là Trung Quốc hay là Ấn Độ, theo Ấn Á Châu ngày xưa là cái ngày rằm là ngày thiêng liêng. Thành ra mình cũng không hiểu tại sao trong kinh lại ghi là ngày mùng 8. Chỉ có một điều mình có thể giải thích là mùng 8 cũng là cái ngày thiêng liêng. Bởi vì theo cái truyền thống của Ấn Độ thời xưa đó, thì một tháng có 4 ngày thiêng liêng, tức là ngày đầu 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 tháng, tức là ngày mùng 1, rồi ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23. Tức là 4 ngày. Bây giờ mình vẫn duy trì cho tới giờ này. Tức là thường thường ngày xưa chúng tôi nhớ hồi nhỏ là thường thường một tháng có 4 ngày là mẹ chúng tôi dẫn chúng tôi đi chùa Xá Lợi gần nhà, tức là ngày đầu, ngày mùng 1, mùng 8, rồi 15, 23, 4 ngày. Thành ra mùng 8 cũng là một cái ngày thiêng liêng, chứ không phải là chỉ có ngày rằm thôi.
Cái đó là lý do thứ nhất tại sao họ trong trong kinh ghi kèm mùng 8 anh Trần Giao theo dõi được chỗ này chứ ha, chuyện nguyên tuệ. Bây giờ cái lý do thứ hai quan trọng hơn đó là tháng 2. Chúng ta nhớ rằng là tháng 2 ở đây là tháng 2 của Ấn Độ chứ không phải là tháng 2 theo lịch của Trung Hoa. Mình phải nhớ chỗ đó. Khi mà các ngài dịch ra thì các ngài không nói rõ, thì có lẽ vì vậy mà về sau khi đem áp dụng thì họ chuyển sang là ngày tháng 2 của âm lịch Trung Hoa hay là âm lịch Việt Nam. Âm lịch Trung Hoa với Việt Nam thì giống nhau ha. Thì như vậy thì mình thấy rằng cái tháng 2 ở đây, nếu mình hiểu tháng 2 của Ấn Độ thì mình thấy không có ngạc nhiên. Bởi vì theo cái lịch cho tới bây giờ ở những cái nước Nam tông khác, chẳng hạn như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka, họ đều theo lịch Ấn Độ, thì cái ngày cái tháng đầu tiên trong năm đó, tương đương với lại tháng 3 âm lịch của mình. Tương đương với tháng 3 âm lịch của mình. Thành thử ra cái tháng thứ hai, cái tháng thứ nhì trong lịch Ấn Độ thời xưa cũng như thời nay á, thì là tương đương với lại tháng 4 âm lịch của mình. Chuyện nguyên tệ có nắm được chỗ này không? Thành thử ra mình thấy cái chuyện đó chuyện trùng khớp. Khi mình chuyển từ cái lịch Ấn Độ tháng 2, bây giờ mình đem áp dụng vào âm lịch kia mình thấy đó là tháng 4. Rồi nó ra cái ngày đại lễ Tam Hợp đó xảy ra vào tháng 4 là mình thấy có lý do chứ không phải là không. Đó, thì mình thấy có cái sự trùng hợp như vậy. Và cái ngày Tam Hợp đó cũng được áp dụng ở Nepal và ở Tây Tạng. Tây Tạng là gốc của Mật Tông, của Kim Cương Thừa, thì họ cũng có cử hành ngày Tam Hợp chứ không có chia làm ba cái ngày riêng biệt. Và Mông Cổ nữa, bởi vì mình thấy rằng trong có về Mật Tông Tây Tạng hay Kim Cương Thừa thì phát xuất từ Tây Tạng nhưng mà có ảnh hưởng lên Nepal và Bhutan và ảnh hưởng lên Mông Cổ. Thành thử ra cái dịp Tam Hợp đó cũng được cử hành ở Tây Tạng. Chỉ có qua Trung Quốc thì bây giờ thì Tam Hợp nó lại không có trùng hợp với nhau, còn là ba cái dịp khác nhau chứ không cùng ngày. Anh Dũng nắm được chỗ này ha. Nhưng mà nói mày về Bắc Tông mà Mật Tông á, thì họ cử hành ba dịp một ngày Tam Hợp. Đó cũng là ngày rằm tháng 2 theo cái lịch của họ. Và cái lịch đó cũng trùng hợp với lịch của Trung Hoa, tức là cũng khoảng ngày rằm tháng 4. Nhưng mà đặc biệt năm nay á, thì bởi có 2 tháng nhuận. Thành thử ra ở Tây Tạng thì họ lại dời tính vào cái rằm tháng 4 tháng sau chứ không phải là tháng này. Đó, mình thấy có cái sự khác biệt đó. Nhưng mà cái điều chung chung giữa Bắc Tông, giữa Nam Tông và Kim Cương Thừa Phật Tông đó, tức là cái dịp Tam Hợp. Tam Hợp là sự cử hành chung. Bây giờ mình trở về Bắc Tông bởi vì dù sao cũng là truyền thống quen thuộc với chúng ta. Thì trong Bắc Tông như chúng tôi nói trong cái lịch, trong cái kinh ngày xưa, trong cái bộ Trường A Hàm, kinh Du Hành, bài kinh số 2 của Trường A Hàm thì nói dịp Tam Hợp ba ngày cùng một cái ba cái dịp đó xảy ra cùng một ngày. Nhưng mà đó là ngày 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 8 tháng 2. Nhưng mà tháng 2 này không có nói rõ nên mình phải hiểu là tháng 2 này tức là tháng 2 của lịch Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ thì lại có theo qua cái sự phát triển của những cái truyền thống Phật giáo ở Trung Quốc rồi truyền vào Việt Nam gần 2.000 năm qua thì bây giờ chúng ta có ba cái dịp khác nhau trong cái truyền thống của Bắc Tông. Ngày Phật Đản thì sinh thì ở xảy ra tháng 4, rằm ngày mùng 8 tháng 4. Tức là 8 tháng 2 của Ấn Độ bây giờ chuyển thành 8 tháng 4 thì âm lịch. Ngày Bát Niết Bàn thì cũng là tháng 2. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ lại dùng là tháng 2 của lịch Trung Hoa chứ không phải tháng 2 của lịch Ấn Độ. Thành thử ra trong ở Bắc Tông, các chùa Bắc Tông ở Việt Nam cũng như ở bên Trung Quốc và Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thì cử hành cái ngày dịp Bát Niết Bàn tức là ngày Đức Phật nhập diệt á vào tháng 2 nhưng mà tháng 2 của lịch Trung Quốc, tức là lịch Tàu, lịch Việt Nam. Rồi mình có cái dịp rằm tháng 2 là ngay ở chỗ đó, cái Bát Niết Bàn. Rồi cái ngày thành đạo á thì lại là mùng 8 tháng Chạp. Mùng 8 tháng Chạp bây giờ. Chúng tôi cũng lại thắc mắc ở chỗ này, không biết tại sao. Nhưng mà rồi chúng ta tìm ra được một cái thông tin, tức là theo cái lịch Trung Hoa ngày xưa đó, ngày xưa từ đời nhà Châu đó, thì họ tính là cái
cái tháng đầu năm là tháng tương đương với tháng 11 âm lịch bây giờ. Thành thử ra cái tháng Chạp bây giờ là tương đương với tháng 2 của lịch nhà Châu thời Trung Quốc. Và như vậy thì có lẽ thôi, chúng tôi suy đoán có lẽ là theo một cái truyền thống, khi mà các ngài dịch chuyển từ những cái sự kiện trong kinh điển Ấn Độ chuyển sang lịch của Trung Quốc ngay cái thời đó, thì thay vì nói tháng 2 Ấn Độ thì ngài nói, thì các ngài tính đó là tháng 2 trong đời nhà Châu lúc đó. Và tháng 2 của đời nhà Châu lúc đó là tương đương với tháng Chạp bây giờ. Nó có cái sự kiện như vậy. Rồi, có những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy để mình hiểu, để mình thông cảm. Thành thử đối với chúng tôi tìm hiểu cho tới giờ phút này á, thì cái việc mà ở Bắc Tông Trung Quốc rồi rồi ảnh hưởng từ Việt Nam có ba cái dịp khác nhau á, tức là ba cái cách tính lịch khác nhau theo cái không có thống nhất trong 2000 năm lịch sử Phật giáo ở Trung Quốc rồi truyền vào Việt Nam thôi. Không biết tới đây là có anh chị có theo dõi được hay không? Nếu các anh chị theo dõi được cái trang mà chúng tôi đưa vào thì có thể hiểu được rõ ràng hơn. Thì nói tóm lại, cho tới ngày nay thì chúng ta có hai cái truyền thống để tính cái ngày, những cái ba cái dịp lễ đản sinh, thành đạo và bát niết bàn. Trong cái truyền thống của Nam Tông cũng như chung của Mật Tông Tây Tạng thì ba cái dịp đó là cùng một ngày, gọi là chúng ta gọi là tam hợp. Trong cái truyền thống của Bắc Tông Trung Quốc và có ảnh hưởng lên Bắc Tông Việt Nam thì là ba cái dịp khác nhau. Ngày rằm, ngày mùng 8 tháng 4 là Phật Phật Đản, ngày rằm tháng 2 là Bát Niết Bàn và mùng 8 tháng Chạp là Thành Đạo. Ba cái dịp khác nhau. Bây giờ cái dịp quan trọng nhất là Phật Đản, là mùng 8 tháng 4. Nhưng mà từ năm 1954, sau khi có những tổ chức, có những cái đại hội Phật giáo quốc tế, rồi Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông đều ngồi gần lại với nhau, thì có khuynh hướng là làm sao cử hành chung một ngày. Mình quy ước với nhau chung một ngày. Và như vậy thì cho đến khoảng giữa thập niên 60, chúng ta không nhớ rõ năm nào. Bởi vì lúc đó mình còn nhỏ, mình bây giờ không nhớ nữa. Chứ khoảng 65, 66 gì đó chúng ta không nhớ. Tức là nhìn lại thì khoảng 60 năm trước, năm nay, khoảng 55 năm trước, hơn 50 năm trước. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở miền Nam đó, mới thống nhất với nhau lại. Cho nó trùng khớp với lại tổ chức lễ với lại các nước quốc gia Phật giáo khác. Thì quyết định là tổ chức ngày Phật Đản thay vì mùng 8 tháng 4 thì quyết định là ngày rằm tháng 4. Thành thử ra cái ngày rằm tháng 4 là ngày Phật Đản được bắt đầu từ khoảng giữa thập niên 60. Tức là chúng ta nhìn lại được khoảng 50 năm, hơn 50 năm. Cái chỗ này anh Dũng có nắm được chỗ này chưa? Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ. Trước đó thì có đi hát những cái bài hát về mùng 8 tháng 4. Nhưng mà sau đó rồi thì làm lại, thì sửa lại thành ra ngày rằm tháng 4. Đó là ở Việt Nam cho thống nhất với lại các quốc gia khác, lấy chọn cái ngày rằm tháng 4 là ngày Phật Đản. Nhưng mà cũng có một số những cái chùa địa phương vẫn theo cái truyền thống cũ, lại vẫn dùng cái ngày 8 tháng 4. Và chúng tôi đoán có lẽ thôi ha. Có lẽ vì vậy mà tới bây giờ thì giáo hội mới có lẽ uyển chuyển hơn, là cho phép mọi người có thể tùy theo cái tình hình địa phương tổ chức một cái ngày nào đó trong tuần, tính từ ngày mùng 8 tháng 4 cho tới ngày rằm tháng 4, mỗi địa phương tùy theo. Và cũng để cho Phật tử có dịp đi nhiều chùa khác nhau nữa, rồi cùng nhau là một ngày thống duy nhất, một ngày đại lễ là ngày rằm tháng 4. Đó mình đoán thôi, chứ không không có chúng tôi không có liên lạc trực tiếp với lại các vị tôn túc ở Việt Nam này, là không có rõ lý do, nhưng mà mình đoán như vậy. Tức là bây giờ thì cho phép cử hành ở địa phương, uyển chuyển cử hành từ ngày mùng 8 tháng 4 tới rằm tháng 4, ngày nào cho nó cũng được, cũng tùy thích hợp cho địa phương, hoàn cảnh địa phương, rồi cùng nhau là một ngày duy nhất, ngày ở một cái địa điểm tập trung ở mỗi tỉnh hay là mỗi thành phố lớn. Và cái điều đó cũng đúng ở nước ngoài thôi.
chẳng hạn như ở bên Úc này, nếu mà cái ngày rằm tháng tư mà không có trùng với lại cái ngày cuối tuần, tức là thứ bảy chủ nhật, thì cũng không có làm được. Nếu tổ chức thì cũng không ai tới, mọi người đều bận rộn, đi theo cái lịch mới của Tây phương hết này. Thành thử tất cả những cái lịch Phật giáo, những ngày lễ Phật giáo đều phải uyển chuyển giờ vào ngày cuối tuần hết. Thì đi vào ngày cuối tuần thì người ta mới đi chùa. Ra đa số các chùa theo như chúng tôi biết ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp đều uyển chuyển du di vào cái ngày cuối tuần, tổ chức thường thường là ngày chủ nhật. Hạn như hội Phật giáo Tây Úc này lúc nào cũng tổ chức lễ Phật đản trong hơn 20 năm qua là vào cái ngày chủ nhật mà gần với lại ngày rằm nhất. Để đó để tổ chức đó là cái ngày Phật đản. Thành ra bây giờ thì mình hiểu được như vậy. Và một cái sự kiện nữa là vào cuối năm 1999 thì do cái đề nghị của phái đoàn Sri Lanka thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có họp lại và có thống nhất đồng ý chọn một ngày cho Phật giáo, bởi vì họ có một ngày cho Hồi giáo, một ngày cho Thiên Chúa giáo, thì bây giờ cũng phải có một ngày cho Phật giáo. Chỗ này chị Nguyên Tuệ nắm ở chỗ này nha, anh Dũng nữa. Một ngày cho Phật giáo, thành thử ra họ mới biểu quyết thông qua chấp thuận lấy ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch. Nhớ nha, tháng 5 dương lịch thì là cái ngày Vê Sắc, cái ngày lễ của Phật giáo. Mà anh Trần Giao nắm chỗ này ha. Họ không nói rõ là ngày nào, nhưng mà ấn định rõ ràng là ngày trăng tròn. Nhưng mà trăng tròn theo lịch Tây phương, ngày trăng tròn vào tháng 5. Tháng 5 thì mình biết là lịch Tây phương thường thường đa phần đó, chứ không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng mà đa phần là tính ra là trễ hơn, là tính cái âm lịch là đi trễ hơn. Thường thường cái âm lịch của mình là bắt đầu tháng giêng của mình bắt đầu từ tháng 2 của dương lịch, phải không? Thành thử là tháng 5 dương lịch đó, thì thường thường thôi, thông thường đó, là trùng khớp với lại tháng 4 âm lịch. Thành thử đa phần nếu mình lấy cái ngày rằm, cái ngày trăng tròn chứ không phải ngày rằm, ở trong cái bài biểu quyết có nói là full moon day, tức là cái ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch đó, thì đa phần đó là trùng khớp với lại rằm tháng 4. Cái chỗ này là có hiểu được chỗ này, anh Trần Giao có nắm được chỗ này không? Thành thử do đó mà do cái lý do thực tế để sinh hoạt với nhau thì họ quyết định, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định là lấy cái ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch là ngày Vê Sắc của Liên Hiệp Quốc, UN Vê Sắc. Mình nắm ở chỗ đó. Như vậy thì mình có thêm một phần nữa là bây giờ lại có thêm cái dịp là ngày trăng tròn tháng 5. Đó là cái ngày mà các cái tổ chức thuộc trực thuộc Liên Hiệp Quốc được nghỉ lễ, không có đi làm và có thể tổ chức những cái buổi lễ. Bây giờ có một cái sự kiện khác cũng nên biết. Bây giờ mình đã biết được là cái ngày Vê Sắc là cái ngày rằm tháng 4. Rằm tháng 4 này thì được đa số thống nhất. Rồi mình biết được cái ngày Vê Sắc của Liên Hiệp Quốc, tức là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Bây giờ qua tới Nhật Bản. Nhật Bản thì họ quyết định là lấy cái ngày Phật đản là ngày 8 tháng 4 của dương lịch. 8 tháng 4 của dương lịch. Họ không có theo âm lịch nữa. Tại sao? Là bởi vì trong hơn 100 năm trước, trong cái thời gần 200 năm trước, trong cái thời Minh Trị Thiên Hoàng, đời vua Minh Trị, đại hoàng đế Minh Trị ở bên Nhật, thì họ họ có cái phong trào canh tân, duy tân, canh tân đất nước. Thì trong cái phong trào, trong cái những cái việc mà họ canh tân đó, thì họ quyết định là bỏ âm lịch. Người Nhật quyết định là không có theo âm lịch nữa, mà chỉ hoàn toàn đi theo dương lịch thôi, theo lịch của Tây thôi, của Tây phương. Và những cái ngày lễ truyền thống của Nhật đó đều chuyển sang Tây phương hết, rồi nhất định là để cố định luôn. Thành thử ra truyền thống của Nhật ở lúc đó đó, thứ nhất lúc đó là mùng 8 tháng 4, như chúng ta vẫn biết bây giờ, mùng 8 tháng 4, nhưng mà âm lịch, mà khi bây giờ họ chuyển sang dương lịch đó, thì họ nói tính cho nó dễ, mùng 8 tháng 4 dương lịch luôn. Có chỗ này chị Nguyên Tệ hiểu không?
tức là đầu năm của họ là bây giờ đầu năm của họ là âm lịch, thì bây giờ họ chuyển đầu năm này qua dương lịch là một 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 tháng giêng dương lịch, thì bây giờ mùng 8 tháng 4 âm lịch bây giờ họ chuyển sang mùng 8 tháng 4 dương lịch luôn, ấn định như vậy là coi như không thay đổi nè. Thành ra đặc biệt là ở Nhật Bản là năm nào họ cũng lấy ngày mùng 8, ngày 8 Tây, 8 Tây tháng 4 dương lịch là ngày Phật đản. Đó là lý do thính pháp có nắm được chỗ này chứ ha, nên là mình hiểu. Mình hiểu như vậy để mình thông cảm thôi chứ không có gì. Rồi bây giờ để tóm lại đó thì đa phần đều lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch là cái ngày Phật đản. Còn cái ngày Bát Niết Bàn và thành đạo thì tùy tùy theo truyền thống. Truyền thống Nam Tông cũng như truyền thống của Tây Tạng thì lấy 3 ngày đó chung một dịp. Còn cái truyền thống Bắc Tông của Trung Hoa, của Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam và Hàn Quốc thì coi như 3 dịp khác nhau. Mà do cái sự kiện đó là có lẽ ngày xưa, có lẽ thôi, chúng tôi đoán như vậy thôi, chứ không dám chắc chắn. Có lẽ là các ngày tính từ chuyển từ cái lịch Ấn Độ sang lịch Trung Quốc thì theo thời gian là các ngày tính sai thôi, chứ không có gì. 3 cái dịp khác nhau. Và thứ ba nữa là truyền thống của bây giờ chúng ta có cái ngày quan trọng hơn là để mà hòa đồng thế giới ấy, thì đó là cái ngày Phật đản của Liên Hiệp Quốc, ngày Vê Sắc của Liên Hiệp Quốc. Cái ngày Vê Sắc của Liên Hiệp Quốc thì được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Thì đa số trong lịch thì có thể là trùng với lại cái ngày rằm tháng 4 của mình. Mà cũng có thể có năm cũng hơi khác, mình phải thông cảm với chỗ này ha. Nhưng mà họ đã để họ làm việc với nhau thống nhất lại thì là họ lấy tháng 5 dương lịch là cái ngày trăng tròn, đó là cái ngày UN Vesak. Và Nhật Bản thì lúc nào cũng lấy 8 tháng 4 dương lịch. Đó là cái lý do là ngày xưa từ đời Minh Trị Thiên Hoàng được chuyển từ âm lịch sang, tất cả đều ra sang dương lịch hết, thành ra có Nhật Anh à, Nhật Bản thì có nó đi hơi khác một chút so với những cái quốc gia khác. Đó là những điệp mà chúng tôi muốn trình bày như vậy để mình hiểu, mình thông cảm với nhau. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình thấy rằng nó cũng chẳng hạn như bên Thiên Chúa giáo cũng vậy, cũng có 2 cái truyền thống lớn. Đó là thứ nhất là đa số là truyền thống của đạo Công giáo La Mã và Tin Lành thì họ lấy ngày 25 tháng 12. Nhưng mà truyền thống của gọi là chính thống giáo Orthodox Church thì họ có một cái điệp dịp khác, chứ cũng không phải thống nhất Giáng sinh với nhau. Mình thấy nó cũng là một cái tương đối thôi. Nên nói là mình hiểu là cái giao ước với nhau thôi theo cái truyền thống. Bây giờ thì chúng tôi cũng tóm tắt như vậy. Và đặc biệt năm nay năm nào thì chúng tôi cũng tới chùa để dự lễ Phật đản hết, lễ Vê Sắc ở ở chùa cả ngày từ từ sáng sớm cho tới tối, giữ 8 giới. Nhưng mà năm nay là bị vấn đề corona, virus corona không có, không được phép tập hợp với nhau được. Các chùa cũng như nhà thờ đều đóng cửa hết chứ không có nhận tín đồ tới, rồi phải tất cả đều phải cử hành online hết, hệ thống qua mạng hết. Thì đặc biệt năm nay là được tổ chức vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật. Buổi sáng sớm thì có ngài Ajahn Brahm từ trên tu viện có xuống chùa dưới này ở trung tâm thành phố, thì cũng có thâu hình trực tiếp thôi chứ cũng không có Phật tử tới. Cái chùa khóa cửa thì ngài ở trong, ngồi ở trong chánh điện thì có người họ tới 1 2 người trong cái ban quản lý họ thu hình rồi phát trực tiếp ở trên YouTube. Buổi sáng thì có ngày truyền giới tam quy ngũ giới, rồi có một bài nói chuyện ngắn, có một thời thiền, rồi một cái thời chúc phúc tụng kinh. Rồi buổi trưa thì có ni sư Hasapana từ ni viện xuống, và ni sư và ngài Champram cũng có những cái thời những khóa lễ, cũng có truyền tam quy ngũ giới, và đặc biệt là ngài truyền qua online để cho những tân Phật tử, những vị Phật tử thuộc những cái tôn giáo khác bây giờ họ muốn chuyển thành Phật tử thì họ xin thọ tam quy và nhận ngũ giới. Thay vì truyền mặt đối mặt như những cái năm trước thì bây giờ phải truyền online
Năm nay cũng khoảng hơn 80 Phật tử trên nhiều nước danh thế giới ghi danh để mà xin thọ giới thành Phật tử, chính thức thành Phật tử. Cũng là một cái hình thức uyển chuyển thôi. Mình có thấy cái, tất cả quan trọng là do cái tâm của mình thôi. Đó thì cũng xin tóm tắt là như vậy. Đó là chúng tôi xin nhân cái ngày lễ ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày sơ lược về những ý nghĩa của ngày lễ Tam Hợp, ngày lễ Vê Sắc, hay là trong truyền thống Bắc Tông thì là ngày Phật Đản, ngày Đản sinh, và một vài cái điểm về cái ấn định cái ngày, tại sao có những cái ngày khác nhau như vậy. Mình hiểu để mình thông cảm với nhau giữa Phật tử ở trên thế giới, đều hướng về cái dịp quan trọng này. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đó là nói về cái chương 5 của cuốn sách Bộ Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết. Thì ngày hôm nay trong cái chương 5 là chương nói về cái tiềm năng chữa bệnh của các giác chi. Chúng ta biết nếu một số Phật tử theo truyền thống Nam truyền thì có lẽ cũng quen thuộc là thường thường mình thỉnh các chư tăng đến để tụng kinh cầu an, thì chư tăng có một loạt những cái bài kinh Paritta, trong đó có bài kinh về thất giác chi, lúc nào cũng có, bất cứ trong quốc gia nào, ở Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka hay là Miến Điện gì, các ngài cũng có một cái bài kinh về thất giác chi. Đó là dựa theo cái câu chuyện là Đức Phật khi mà ngài bị bệnh nặng thì chư tăng đến thăm, trong đó có ngài Ananda tới thăm, thì Đức Phật bảo ngài Ananda đọc lại về bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ. Thì sau khi Đức Phật nghe, Đức Phật hoan hỷ và ngài hết bệnh, và cái chuyện đó cũng lặp lại với ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên cũng bệnh bệnh nặng, là đến chư tăng đến thăm, rồi ngài Ananda cũng đọc lên nhắc nhở là thất giác chi, là ngài hết bệnh, ngài nghe xong ngài hoan hỷ, ngài hết bệnh. Thành thử ra về sau này thì đã có cái lòng tin đó, là nếu mà ai bị bệnh và nghe người khác, nhất là chư tăng nhắc nhở lại những cái quan trọng của bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ, thì sẽ giúp cho cái người đó, tâm cái người đó nhiếp lại hoan hỷ, và nó giúp cho cái nó có thể được hết bệnh, khỏi bệnh. Là nó là cái bài kinh thì thất giác chi, đó là cái tại sao chư tăng đưa vào ở trong cái loạt bài kinh cầu an, kinh Paritta. Và bởi cái trong cái chương 5 này, ngài Analayo ngài trình bày về cái tiềm năng chữa bệnh, và đồng thời ngài trích ra những cái bài một cái bài kinh đặc biệt ở trong cái nguồn kinh điển của Hán, của Tây Tạng. Những cái chương trước thì ngài trích những bài kinh trong Hán Tạng, trong cái tạng A Hàm, bộ A Hàm, nhưng mà đặc biệt là lần này thì ngài trích ra trong kinh của Phật giáo Tây Tạng. Và cái bài kinh này là một trong những cái bài kinh mà ngày xưa theo cái sự nghiên cứu của các nhà học giả thì có lẽ là do phái đoàn Sri Lanka, phái đoàn Hoằng Pháp của chư tăng Sri Lanka đi từ đi ngược lại từ Sri Lanka và Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ mới đi lên miền Bắc, đi vào Tây Tạng và truyền đọc lại, và cũng như là để lại những cái bài kinh mà họ lưu giữ cho tới bây giờ. Đây là một trong những cái bài kinh, đó là bài kinh về thất giác chi. Ra mình thấy có cái sự hòa đồng ở đây. Trong cái không phải chỉ kinh điển mà chúng ta trong cái nguồn Nikaya là nguồn chúng ta quen thuộc, nhưng mà trong cái hệ thống kinh điển của Hán Tạng, của Trung Quốc cũng có những cái bộ kinh, những cái bài kinh tương đương mà ngày xưa chư tăng, hoặc là từ ở Ấn Độ đi sang Hoằng Pháp ở Trung Quốc, hoặc là những cái chư tăng ở Trung Quốc đi qua Ấn Độ thỉnh kinh đem về là dịch ra tiếng Hán và lưu lại bây giờ. Đó là cái bộ A Hàm đầy đủ, tương đối nhiều, rất nhiều, và có thể bây giờ người ta so sánh những có những cái bài kinh tương đương với nhau giữa với bộ Nikaya. Và nhưng mà đồng thời ở trong cái nguồn kinh điển của Phật giáo Tây Tạng cũng có những cái bài kinh, những có những bộ luật, những có bài luận mà có lẽ cũng bắt nguồn từ những bộ phái ở Ấn Độ và rất là gần, hay là cũng
đồng hay là cũng tương đương với những cái tư liệu khác ở trong cái nguồn kinh điển của Pali nữa. Mình ở đây mình nếu mình tìm ra được những điểm đó thì mình thấy có những cái căn bản chung. Và chúng tôi cũng tiện ở đây thì cũng mời các chị vào cái hình này mà chúng tôi mới vừa soạn. Chúng tôi soạn ra đã lâu rồi, bây giờ phải làm lại cho nó rõ ràng hơn một chút. Rồi, các anh chị đi vào đây. Không biết có vào được chưa? Ai vào được thì xin cho cái tín hiệu. Cái hình này thì chúng tôi dựa vào cái căn bản chung là bây giờ, tại vì cái bộ mà kinh điển mà đồ sộ nhất, đầy đủ nhất, nhiều nhất á, là bộ kinh điển của Hán Tạng. Về sau được truyền qua bên Cao Ly, bên Đại Hàn, rồi khắc xuống bản gỗ, rồi qua nhiều cái thời gian chiến tranh thì ra những cái bộ kinh ở ở bên Trung Quốc tương đối không có đầy đủ nữa, bị mất đi. Nhưng mà cái bộ kinh mà tương đối đầy đủ nhất là cái bộ kinh điển, hệ thống kinh điển ở Hán ở ở Trung Quốc ở ở xin lỗi ở Cao Ly, tức là ở Đại Hàn, mà cái gốc là từ bên Trung Hoa đem qua. Ra sau này đó thì các nhà nghiên cứu Phật kinh điển đầu tiên là của những cái người Phật tử ở Đài Loan, họ mới dựa theo cái bộ kinh này họ số hóa ra thành ra cái bộ Sipitaka, và ngày nay được coi như là cái bộ kinh căn bản được dùng bởi các nhà học giả cũng như chư tăng của Bắc Tông theo cái truyền thống Trung Quốc bằng bằng chữ Hán. Và đầu tiên thì là được Nhật Bản họ sắp xếp lại cho có hệ thống khoảng giữa thập niên 30, bây giờ nhìn lại thì cũng gần 100 năm trước rồi. Và họ gọi đó Đại Chính Tân Tu, Đại Tạng Đại Chính, tức là cái triều ở triều vua Đại Chính ở bên Nhật Bản. Tân Tu tức là làm lại mới, tức là thu xếp lại, sắp xếp lại. Thì có 25 bộ. Trong đó thì chúng ta nhìn, các chị nhìn vào đây thì có bốn cái bộ cuối cùng á, mà chúng tôi sơn màu xanh, bộ ngoại giáo, mục lục cổ vật di tự, tức là những cái tài liệu kinh điển mà do chư tăng Nhật Bản trước tác thêm vào đó. Thành ra khi mà người Trung Trung Hoa người người Trung Quốc Đài Loan, nhất là Đài Loan, họ dùng lại bộ này thì họ không có dùng từ cái bộ từ 22 tới 25, mà họ chỉ nhận từ số 1 cho tới 21 thôi. Và trong những cái bộ này thì gồm có cả kinh điển Đại Thừa lẫn kinh điển Nguyên Thủy, nhiều lắm. Tương đương với lại cái bộ Đại Tạng Pali, tức là kinh điển Nguyên Thủy, thì chúng ta có cái tạng kinh của Pali thì có tương đương với bộ A Hàm và bộ Bản Duyên. Trong bộ Bản Duyên thì có kinh Pháp Cú cái này kia, chúng tôi có trình bày ở trong Facebook gần đây. Thành ra coi có những cái bài kinh trong bộ A Hàm và bộ Bản Duyên là xem ra coi như là tương đương với những cái bộ phái trong thời kỳ Nguyên Thủy, và có cái tạng kinh của bên Pali. Và ở trong cái Đại Chính Tân Tu này cũng có những cái bộ luật khác nhau, tùy theo những cái truyền thống khác nhau. Trong đó thì có những cái bộ luật rất là tương đồng với lại cái bộ luật của bên Pali. Và về Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm thì ở trong cái bộ Đại Chính có cái bộ Tỳ Đàm của những cái bộ phái, không có hẳn là giống hay là tương đương với lại cái bộ tạng Vi Diệu Pháp hay là cái tạng Thắng Pháp của Pali, nhưng mà cũng có những cái phân loại về tâm tâm vương, tâm sở, lộ trình tâm, vân vân. Mặc dù cái phân loại đó không không có giống hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng có những cái điểm tương đồng, những cái điểm chung. Mà những cái vị nào mà thích nghiên cứu về A Tỳ Đàm hay là về Vi Diệu Pháp thì có thể xem. Và đặc biệt hơn nữa, có lẽ cái điều này ít có ai biết, là 21 cái bộ đó, tức là trong giờ từ số 1 tới số 21 đã được dịch ra tiếng Việt do Ngài Hòa Thượng Tịnh Hạnh đứng ra chủ biên, chủ xướng và dịch khoảng 20 năm, và được in ra và có phổ biến ở trên trên mạng. Cái phẩm chất dịch như thế nào thì chúng tôi không dám bình luận, bởi vì chúng tôi không phải là học giả mà cũng không có rành tiếng Hán. Nhưng mà mình mừng, mình biết ít ra cũng có cái bản tiếng Việt để là mình đọc, bởi vì chúng tôi chỉ rành tiếng Việt thôi. Tiếng Hán với tiếng Pali thì chỉ biết sơ sơ thôi, chỉ biết tra từ điển thôi chứ cũng không có giỏi lắm.
Nếu mà tìm hiểu thắc mắc về những cái thuật ngữ nào thì chúng ta biết cách tra từ điển để hiểu vậy thôi, chứ còn không có giỏi thành ra không có dám đánh giá phê bình gì về cái phẩm chất dịch thuật. Nhưng mà mình mừng, mình hoan hỷ, mình tán thán, tức là xem như là 21 cái bộ trong cái đại chính Tân Tu từ số 1 cho tới 21 được dịch ra tiếng Việt phổ biến, gọi là Linh Sơn, Đại Tạng Kinh Linh Sơn, tức là Hội Phật Giáo Linh Sơn của Ngài Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Ngài về Việt Nam rồi Ngài đứng ra tổ chức, có nhiều cái nhóm khác nhau dịch, thì chúng tôi đọc những cái bài phê bình thì cũng có người khen, có người chê, nhưng mà cái chuyện đó là mình không biết được, mình không có cái khả năng đó, mình chỉ ghi nhận như vậy thôi. Nhưng mà mình hoan hỷ và tán thán đó. Đối với các anh chị nào chẳng hạn như bản thân chúng tôi thì quen thuộc với kinh điển Pali đó, thì chúng tôi dùng cái bộ A Hàm, bộ Bản Duyên, bộ Luật và bộ Tỳ Đàm, như trong cái biểu đồ này, thì chúng tôi dùng những cái bản bản dịch đó của Linh Sơn để mình đọc thêm, để mình so sánh đối chiếu. Do đó là cái điều mà chúng ta thấy một cái công phu, một cái công lao rất lớn. Ngay cả chính người Tàu họ cũng không có đọc nữa, bởi vì những cái bộ này là viết bằng cái chữ Hán cổ. Thành ra những cái người trẻ mới, những người chẳng hạn người Đài Loan hay là Hồng Kông này, cũng chưa chắc gì họ đọc. Đọc mà hiểu được. Chúng tôi có thử nói chuyện với một số Phật tử trẻ ở đây thì thấy là họ không có đọc, họ cũng không có hiểu được. Mà mình bây giờ thì mình lại có cái may mắn là được quý ngài hòa thượng, những cái vị chư tăng ở trong truyền thống Bắc Tông nó dịch ra tiếng Việt cho mình rồi, tiếng Việt hiện đại rồi. Nên là mình, nó là cái kho tàng quý báu mình phải trân trọng. Có những cái mình không hiểu hoặc chưa sử dụng được, nhưng mà cũng có những cái bộ kinh mà mình có thể đem ra mình đọc rồi để mà so sánh đối chiếu. Và riêng về Phật giáo Tây Tạng cũng vậy. Phật giáo Tây Tạng thì họ trong cái tiến trình phát triển Phật giáo ở ở Tây Tạng thì họ nhận được hai cái nguồn ảnh hưởng khác nhau. Thứ nhất là từ Ấn Độ, và cũng như chúng tôi nói hồi nãy là từ Sri Lanka truyền lên. Thứ hai là từ ở bên Trung Quốc truyền vào. Họ nhận được hai cái nguồn đó. Thành thử trong cái kho tàng của kinh điển Tây Tạng cũng có những cái bộ kinh tương đương mà chúng tôi có ghi ra ở trong tương đương cả Nam Tông và Bắc Tông này. Và mặc dầu là Tây Tạng là họ chuyên về mật tông nhiều hơn, nhưng mà họ cũng có những cái bộ kinh ở trong A Hàm Bản Duyên, đó là bên Nguyên Thủy hay là bên Nam Truyền. Rồi họ cũng có những cái bộ kinh của Bắc Truyền, tức là có những cái bộ Hoa Nghiêm, những bộ Bảo Tích, và họ cũng có chung những cái bộ Tỳ Đàm, những bộ Luận và những cái bộ Luật. Đây là chúng tôi chỉ đọc biết sơ sơ như vậy, chứ chúng tôi không có rành lắm về cái kinh điển Tây Tạng. Mà chúng tôi chỉ biết nhiều về Đại Tạng kinh Pali và một số kinh điển ở trong cái kho tàng Phật giáo Trung Quốc, tức là trong bộ Đại Chính Tân Tu thôi. Chứ còn trong Phật giáo kho tàng của Tây Tạng thì mình chỉ ghi nhận qua những cái thông tin ở trên internet thôi, chứ mình cũng chưa có dịp để mà nghiên cứu, mà chắc có lẽ cũng không có thì giờ để mà nghiên cứu nữa. Chỉ bỏ thì giờ ra để mà đọc, để hiểu, tìm hiểu tạng kinh của Pali rồi so sánh đối chiếu với lại tạng A Hàm của Đại Chính Tân Tu là thấy là cũng cả một đời rồi. Nên chúng tôi không có cái ước vọng hay tham vọng để mà nghiên cứu thêm. Chỉ biết sơ sơ như vậy để mình có một cái nhìn tổng quát, cái nhìn thông cảm và hòa đồng thôi. Thì các anh chị có nắm được chỗ này chưa? Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì mời các anh chị đi vào trong cái dạng bài của cuốn sách. Thì trong cuốn sách Tỉnh thức đối diện với bệnh tật và cái chết thì gồm có 24 chương. Thì ngài Anala chia ra làm hai phần. Chương 12, chương đầu thì nói về làm sao chúng ta đối diện những lời khuyên của Đức Phật để chúng ta đối diện với cái bệnh. Ai cũng bệnh. Thành thử ra cái chúng tôi nghĩ là cái 12 chương đầu quan trọng. Rồi 12 chương tới kế từ chương 13 tới 24 là nói làm sao chúng ta đối diện với cái chết. Mà thật sự ra mình cũng cũng cần phải biết. Biết để mình khuyên, có những người thân ở trong gia đình, người lớn tuổi, người bị bệnh cũng sắp sửa qua đời rồi, mình có những cái lời khuyên như thế nào. Người thật sự đó cũng áp dụng cho mình đó. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi cũng gần 70 rồi. Gần đây thấy có một chị bạn cùng một tuổi mới vừa chết.
Bây giờ chắc có lẽ cũng còn cái xác cũng còn nằm ở nhà, sáng nay thì nhà hòa mới tới đem đi. Thì hôm hôm thứ bảy, sáng thứ bảy chúng tôi có đến thăm chia buồn, rồi vào trong phòng ngủ của chị thì chị con vẫn để chị nằm ở đó, nằm như là nằm ngủ đấy, nhắm mắt. Chị là 1 tuổi với mình mà mình quen biết với chị là từ khi mình mới bắt đầu qua bên định cư ở bên Perth, tức là cũng khoảng hơn 40 năm trước rồi, biết cả gia đình 40 năm rồi. Thì mình thấy đó, cùng 1 tuổi như vậy, có thể ra đi, chị ra đi rồi thì mình cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, chứ không phải mình nghĩ là mình sống hoài được không. Ngay chính Đức Phật 80 tuổi là ngài cũng không còn trụ thế nữa, mình thấy rõ ràng như vậy. Và chúng tôi cũng có cái nhìn tương đối là chúng tôi không có tính sống lâu đâu, chúng tôi nghĩ có lẽ cũng không có hơn Đức Phật, không dám, chắc có lẽ chúng tới 80 rồi cũng đi thôi. Mà cũng có thể đi bất cứ lúc nào, ngày mai, ngày mốt, tháng tới, năm tới, mình không biết được. Bởi vì ba ba chúng tôi khi mà còn 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 sống, ông từ hay nói là bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình giống như cái xe hơi, cái xe ô tô cũ, có thể bị chết máy bất cứ lúc nào, mặc dầu là mình cũng ráng bảo trì nó rồi này, nó đem tới thợ chăm sóc cái xe, nhưng mà cái xe nó cũ rồi thì nó có thể nằm đường bất cứ lúc nào thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra rất là thường xuyên. Và gần đây, trong những năm gần đây thì chúng tôi đi đi dự đi đám tang nhiều hơn là đám cưới. Mấy đứa con của mấy người bạn rồi họ lớn, nó tụi nó lớn hết rồi, nó có gia đình hết rồi. Rồi mình không có dịp được mời đi ăn đám cưới nữa, nhưng mà bạn bè của mình thì cứ rơi rụng từ từ. Cỡ cái tuổi, nhất là cái người Việt Nam của mình thì thường thường 65 trở lên là bắt đầu cái tuổi thọ hết rồi, bởi vì do cái điều kiện dinh dưỡng, điều kiện cái môi trường sinh sống rồi. Thốn những giai đoạn chiến tranh rồi này kia, rồi bây giờ cái môi trường này nọ thì mình thấy không, cái tuổi thọ không có cao. Ngay cả người Úc thì cái tuổi thọ cũng bảy mấy thôi, nó, chúng tôi là nói trung bình, trung bình. Thành ra cũng mình nhiều khi mình nhìn tới những cái trường hợp đặc biệt, những người sống lâu cả 100 tuổi này nọ vẫn còn khỏe mạnh này kia, nhưng mà mình nếu mà mình phải thực tế, mình nhìn cái trung bình mình thấy là rơi rụng hết trên. Bởi vì do lý do đó mà tại sao bây giờ quốc gia chẳng hạn, tùy tùy nơi, Việt Nam thì có lẽ 60, bên Úc thì 65 tới 67 là họ cho về hưu rồi, họ cho nghỉ hưu đó, bởi vì không có là còn làm việc nữa, không đủ sức khỏe để làm việc nữa. Mình thấy như vậy. Thành ra mình phải nghĩ, không phải là chỉ là đợi tới chừng già nằm bệnh viện rồi mới mới bắt đầu mình nghĩ tới cái chết, nhưng mà mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ, ngay khi mình còn sống mạnh. Nói ra những cái chương ở trong cuốn sách này cũng rất là quan trọng để mình suy suy tư, suy tư. Và chẳng hạn như đi cái bữa thứ bảy đi tới gặp đó, thì đứa con gái nó có nói, cái cô đó nó bằng tuổi con gái chúng tôi, nó dễ thương, nó đi từ mẹ nó dẫn nó đi chùa từ hồi nhỏ. Thì nó nói khoảng tuần lễ trước khi mất đó, thì chị nằm mơ, chị thấy không phải nó biết nằm mơ hay là chỉ nhắm mắt lại thấy được có bốn người đến đến gõ cửa xong đi vào trong phòng, mà chị không có nói rõ là mặt mày như thế nào, nhưng mà chị biết, bởi vì chị là một người Phật tử thuần thành, chúng tôi biết chị là sau này là chị đi chùa thường xuyên, tham dự những khóa thiền, và có khi ở luôn ở trên chùa ở bên Thái Lan, chị về Thái Lan ở tới chùa tu ở trong chùa tới tới khi sau này mới trở trở lại Perth, là bởi vì sức khỏe không còn, về về đây để mà được con cái chăm sóc cho sức khỏe. Thì chị biết cũng gần hết rồi. Rồi một cái người bạn đồng tu của chị mà chị rất là kính trọng, một anh ông đó là chúng tôi cũng biết ông đó, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ở bên cũng có uy tín đó, ở bên Bangkok, có nghe tin vậy mới nghe chị tâm sự như vậy, thì ông mới điện thoại và ông khuyên là nên nên niệm Phật đi. Niệm Phật ở đây theo cái truyền thống Nam Tông là mình niệm Bút-thô, 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 Bút-thô tức là Bút-thát, là Bút-đa đó, tức là Phật Đà, Bút-thô. Sau này thì thầy Nhất Hạnh có dịch ra thì Bụt, một số đệ tử mà thầy Nhất Hạnh hay gọi là Bụt, gọi Đức Phật là Bụt, là Bút-thô, tức là niệm Phật, Phật Đà, Phật Đà, mình tưởng là Đức Phật. Và chị nghe lại như vậy là sau những cái ngày cuối cùng, mấy ngày cuối là lúc nào chị cũng niệm Phật như vậy, niệm cho tới chết luôn.
là mình thấy nó quan trọng ở chỗ đó. Bởi vì trong cái những cuốn sách Cẩm Nang Hành Thiền cũng như bài kinh Đức Phật có nói là chỉ cần niệm Phật thôi. À, lúc đó mình còn làm được gì nữa, mình đọc sách đâu có được, đâu có ngồi thiền rồi được. À, mình theo dõi hơi thở niệm Phật thôi. Lúc đó mình chỉ còn được làm như đó thôi, thành ra mình phải tập từ bây giờ cho quen chứ không phải đợi lúc đó mới làm thì làm không có kịp nữa. Thành ra mình không phải là bi quan. À, bi quan không phải là bi quan. À, nhưng mà mình tập đó là có lợi cho mình, đó cái lợi thực tế cho mình tập. À, tập cho nó cái tâm bình thản và có cái lòng tin hướng về Đức Phật. Ra khi mà mình chết, cái giờ phút đó mình chết thanh thản, rồi mình tái sinh để mình tiếp tục đi cái con đường của mình. Ai cũng nghĩ là tu tới tới nóng nảy tới vào tới đạo Phật xong đi thành thiền được mấy khóa, nghe được mấy khóa giảng là cái muốn muốn thành tiên thành Phật liền là không có được. À, nhiều người chủ quan, tới chúng tôi thì thực tế nghĩ là cái mình đã tạo nghiệp nhiều rồi thì có lẽ cũng phải tái sinh nhiều lần nữa. Vậy chứ làm sao là mình đi đúng con đường và làm sao mình sửa soạn để mình, nếu mình có chết bất tử, bất đắc kỳ tử thì mình vẫn tiếp tục tái sinh để đi tiếp tục cái con đường đó. Đó là cái nhìn thực tế chúng tôi nghĩ như vậy. Còn nhiều kiếp nữa chứ không phải chỉ một kiếp là xong đâu. À, mình phải có cái nhìn thực tế như vậy để mình không có thất vọng. Nhiều khi mình chủ quan đó, mình tưởng là mình ngon lành mà thật sự là phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đến với đạo Phật mà chúng tôi thấy có vẻ nóng nảy. À, có vẻ chủ quan. Thì đó là cái nhìn riêng của cá nhân thôi, xin chia sẻ như vậy. Bây giờ xin trở lại cái đề tài của ngày hôm nay là chương 5, nói về cái tiềm năng chữa bệnh của các chi phần giác ngộ. Và trong cái chương này có những cái bài kinh mà ngài Analayo khuyên chúng ta nên tìm hiểu, tức là nói về năm triền cái làm sao chúng ta đối trị. Rồi nói về bảy chi phần giác ngộ và cái cách tu dưỡng làm sao chúng ta phát triển được những cái chi phần mình như thế nào. Không phải là tự nhiên chúng ta có được liền bảy cái chi phần đó. Chúng ta phải tập, phải biết, rồi phải áp dụng, rồi phải tập từ từ. Chứ không có làm cái rẹt mà xong được. Chúng ta hay nói một cái đùa ở chỗ đó, không có cách nào làm cái rẹt được. Phải làm từ từ. Mình nhiều khi mình nói cho nó sướng miệng thôi. Mình có cảm giác vô qua cái nói của mình có tưởng là mình ngon lành. Mà nhiều khi mình phải áp dụng thực tế thì mới biết nó khó khăn đến mức nào. Là mình phải có cái kiên nhẫn. Thì đó là cái phần mà chúng tôi muốn nói, đây là cái phần thứ năm. Bây giờ mời các anh chị qua cái biểu đồ mới, nói về năm cái triền cái nó như thế nào. Triền cái là gì? Triền cái tức là cái sự ngăn che, nó ngăn che cái tâm mình, không có cho cái tâm mình nó an định được, ngăn che cái sự hiểu biết, cái sự soi thấy rõ, soi sáng của mình về tất cả mọi pháp thì gọi là triền cái thôi. Thì đó có năm cái là tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trảo hối và nghi ngờ. Đó, các anh chị phải phải làm quen. Nếu người nào đã chưa biết thì nên là biết, người nào biết rồi thì có dịp mình ôn lại. À, khi mình tu ở trong đạo Phật thì lúc nào mình phải nhớ có năm cái điều ngăn che cái tâm mình, nó làm cho cái tâm mình bị lu mờ không thấy rõ, tức là tham dục. Mình ham muốn cái này, ham muốn cái kia, nó làm cho nó giống như là Đức Phật nói, cái nước cái tâm mình nó trong vậy, nhưng mà bây giờ có cái thuốc nhuộm mới vào trong đó, hoặc là một cái bài kinh khác đó là bị nợ. À, bị nợ là lúc nào mình cũng lo sợ. À, mình bị cả tham cái ham muốn nó ám ảnh, không cái tâm mình nó không có bình tĩnh được. Đó là một chuyện. Cái điều thứ hai là tâm sân, nó giống như là cái nước đun sôi nóng nảy, mình nổi nóng, mình giận, mình giận hờn này kia. Nhiều khi mình thấy mình không có nóng nhưng mà mình mỉa mai. À, đó cũng là hình thức sân. À, mình hay nói mỉa mai, hay nói trêu chọc cái này kia. À, đó phải coi chừng ở chỗ đó, nó cũng là một cái dạng tâm sân. À, giống như là cái người bị bệnh. Thứ ba nữa là mình cảm thấy nó buồn ngủ lờ đờ, không thấy cái chuyện rõ ràng, gọi là hôn trầm thủy miên. Cũng như cái nước mà có rong rêu ở trong đó, Đức Phật nói, hoặc là một cái người bị giam hãm, không thấy rõ, không thấy mặt trời. À, nhiều khi mình có cái chuyện xảy ra mà mình không biết nó là cái gì. Rồi cái điều thứ tư đó là trạo hối. Trạo hối tức là nó làm cho mình bồn chồn khó chịu này nọ, nhất là mình lo lắng đủ thứ chuyện, hoặc là mình làm với cái gì sai sai trái rồi mình cảm thấy hối hận, mình nghĩ lại là mình cảm thấy có mặc cảm phạm tội này kia.
hoặc mình lỡ làm cái gì điều gì đó mà nó đụng chạm người này người kia, hoặc là làm không đúng, mình nghĩ lại mình thấy mình thấy mình hối hận, nó là cái tâm mình không có yên, hoặc là mình lo không biết cái chuyện này xảy ra như thế nào, chuyện kia xảy ra như thế nào, lúc nào cũng lo lắng hết. Cũng giống như nước bị gió khuấy động, hoặc là một cái người bị bắt làm nô lệ. Đó. Và cái tâm cuối cùng đó là cái tâm nghi. Mình nghi, mình không biết con đường mình đi có đúng hay không, làm như vậy được hay không, không biết Phật có hay không, pháp của ngài giảng có đúng hay không, và những cái người theo cái ngài chư tăng nó họ có thành đạo được hay không, mình nghi ngờ. Đủ thứ chuyện đó, mình nhất là bây giờ là hệ thống truyền thông đủ thứ chuyện ở trong đó, mình tin chỗ này tin chỗ kia, nhất là trên Facebook hay là ở trong Twitter hay là mình vào internet, là mình thấy cả một cái kho tàng thông tin đủ loại, trong đó tin thật cũng có, tin giả cũng có, tin người ta dựng lên cũng có, đủ thứ chuyện, là mình nghi đủ thứ chuyện rồi mình không có chịu làm gì hết. Tâm mình nó giống là nó gốc nó làm biến nó giải đãi rồi, bây giờ mình thêm cái này nữa, mình thêm cái này nó mình nghi cái này nghi cái kia, nó càng làm cho mình thêm trở thành thụ động không có chịu làm gì hết, mình không thấy rõ vấn đề. Đó là năm cái triền cái hay là năm cái điều ngăn che mình cần phải biết. Mình biết là mình tìm cách mình ngăn ngăn chặn, hay là mình cách hay giảm thiểu, hay là mình tìm cách mình kiểm soát nó sao, nhưng ít ra mình phải biết tham dục sân hận hôn trầm thủy miên trạo hội và nghi ngờ. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp nữa là nói về thất giác chi. Thất giác chi là gì? Là có mình có niệm trạch pháp, hai tinh tấn hỷ khinh an định và xả, bảy cái điều đó đưa đến giác ngộ. Chúng ta cũng làm quen cái này trước. Và nhân ngày Phật Đản thì mình thấy là trong theo truyền thuyết thì ngài Bồ Tát sau khi đản sinh ra đời thì ngài bước bảy bước rồi mới ra, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ đất, với thiên hạ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vân vân. Thì bảy bước đó người ta thường gọi là bảy bước hoa sen. Trong kinh, trong chánh kinh thì chỉ nói như vậy thôi, nói là ngài Bồ Tát bước bảy bước thôi, nhưng không có nói gì thêm, không giải thích. Rồi về sau này có những bài luận giải hay chú giải mới giải thích ý nghĩa của bảy bước là như thế này thế kia, nhưng mà cái ý nghĩa phổ thông nhất ở trong luận, trong chú giải của bên Pali thì nói rằng bảy bước đó là tượng trưng cho bảy cái giác chi, bảy cái chi phần để đưa đến giác ngộ, thất giác chi, bảy bước hoa sen. Cho nên mình biết như vậy, nhưng mà nhớ một điều nữa, thứ nhất là mình nhớ là bảy bước đó là có ý nghĩa là bảy bước hoa sen, đó là thất giác chi. Nhưng mà thứ hai mình cũng cần phải biết nữa, để đừng để tránh cái trường hợp mà quá khích cực đoan, là cái điều giải thích này ghi ở trong chú giải, tức là những cái tài liệu viết ra sau này chứ không thấy ở trong chánh kinh. Có thể có chúng tôi không biết, bởi vì theo cái hiểu của chúng tôi cho tới giờ phút này là chúng tôi chưa tìm được ở trong chánh kinh, mà chỉ thấy được ở trong chú giải và những cái luận giải về sau thôi, giải thích về ý nghĩa của bảy bước. Mình hiểu như vậy đây, về sau tránh những cái tranh cãi rất là đáng tiếc. Đó là bảy bảy giác chi, đó là gì? Là niệm, là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả, và mình cần phải phát triển khi để mà tiến tới giác ngộ. Và theo cái nhìn của ngài Analayo đó thì ngài phân chia như thế nào? Cái niệm thì ngài để dân chia là để giúp chúng ta thấy được cái dục tham và cái sân. Rồi cái trạch pháp, cái tinh tấn và cái hỷ là đối trị cái tâm mình nó lờ đờ, nó không có đủ năng lực. Cái trạng thái tâm của mình như vậy để mà giúp mình đối trị được với cái nghi và cái hôn thủy, hôn trầm thủy miên. Mình phải có cái tinh tấn, cái hỷ, cái vui vẻ đó, mình không còn buồn ngủ nữa. Trạch pháp là mình hiểu rõ vấn đề. Rồi nếu mà cái tâm của mình nó nóng nảy, nó bị kích động quá nhiều năng lực, một cái thái cực khác đó, thì mình dùng cái chi khinh an định và xả, mình cảm thấy cái tâm mình nhiếp lại, mình thấy nó nhẹ nhàng khinh an, và mình không có chạy theo buông xả như vậy, và cái đó nó giúp cho mình đối trị hoặc là cái chi trạo hôi. Đó là cái nhìn của ngài Analayo và cái phân tích rất là hay, để mình dùng làm sao mình làm được bảy cái giác chi phát triển nó, để mình đối trị với năm triền cái.
Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình tiếp này cũng là một cái hình rất là hay mà chúng tôi tóm tắt lại trong từ một cái cuốn sách khác của Ngài Analayo, tức là cái cuốn Con đường thẳng đến giác ngộ. Cái đó là cái cuốn sách đầu tiên nó dựa theo cái luận án tiến sĩ của Ngài. Thì muốn có được cái bảy giác chi này thì mình cần phải có những cái yếu tố nào để hỗ trợ để mà phát triển. Thứ nhất, muốn có niệm thì mình phải biết rõ sự tỉnh thức, hiểu biết rõ ràng, và mình phải gần cái người có niệm chứ không có chung với người thất niệm. Mình gần để mình học hỏi với họ, gần gần đèn thì sáng. Và lúc đầu mình cứ hướng tâm để mà phát triển, cũng là mình cố gắng để làm sao mình ghi nhớ hoặc là mình nhận thức được, tỉnh thức ghi nhận. Thứ hai, muốn để phát triển cái trạch pháp thì làm sao? Thì trong kinh điển, trong chú giải có nói là mình phải tìm hiểu cái lý thuyết như thế nào. Có điều cũng có vui là nó phải giữ cái thân thể sạch sẽ nữa. Một cái người lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ những đồ xung quanh thì cái người đó tức là cái người có chú ý, có biết phân tích rõ ràng, phải cân bằng ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, và tránh cái người vô trí gần người có trí. Mình phải suy tư và thẩm thấu về cái thâm sâu của pháp và hướng tâm đến đó này. Tức là lúc nào cũng phải suy nghĩ chứ không có chấp nhận liền những cái gì mà mình muốn thêm kinh điển hoặc là nghe người khác nói này nói kia, là mình phải suy tư suy nghĩ coi có người đó nói đúng, có logic không, có lý hay không. Thứ nhất, thứ hai là có dựa theo kinh điển nào hay không, chứ hay là nói từ cái suy diễn riêng của người đó, và dựa theo những cái nguồn kinh nào mà nói có sách bách có chứng. Mình phải theo dõi như vậy. Là chúng tôi hay đặt cái câu là nói có sách bách có chứng là chỗ này, không có nói càn, không có nói suông. Nhất là trong tôn giáo, trong đạo Phật, người ta tới người ta nói dữ lắm mà không thấy hành, bởi vì nói dễ. Mình phải theo phải giỏi, và phải theo dõi những cái tác phong của người đó, những cái gì xảy ra đằng sau cái hậu trường đó. Thật sự họ nói sướng như vậy nhưng mà thực tế họ có làm được hay không, và họ tu tập như thế nào, họ sinh hoạt như thế nào. Không phải là mình soi mói tò mò, nhưng mà mình biết như vậy để mình biết được cái mức độ thực hành của họ như thế nào, phải biết chứ không có tin liền. Nhất là trong bây giờ chúng ta nhiều khi chúng ta lười biếng, chúng ta không có chịu tới gần, chúng ta cứ theo dõi nghe giảng hoặc là đọc sách rồi nhìn qua những cái mạng ảo để đánh giá người này người kia, chứ mình không có thấy rõ thực tế. Cái điều đó, cái điều mà mình phải cẩn thận ở chỗ đó, đừng có vội tin ngay. Rồi về tinh tấn thì phải làm sao, là phải suy tưởng hải hùng trong cảnh khổ, mình thấy khổ rồi mình mới tinh tấn, chứ không mình thấy cái nào cũng sướng rồi là mình tự nhiên mình dễ vui. Thấy được lợi ích của tinh tấn, mình suy tưởng về con đường thực hành, rồi đó là tôn trọng phẩm bạch cúng dường cho mình, tức là dành cho chư tăng, những người tu ngày xưa là đi tu đi khất thực này nọ, chứ không có nấu nướng, không có của cải riêng, sống là nhờ cái người ta cúng dường. Thật ra khi mà mình nhận người ta đồ cúng dường là mình phải nhớ, phải biết trân trọng và nhớ như vậy. Người ta cúng dường bởi vì người ta muốn mình tu, thành nữa ra mình phải làm sao cho xứng đáng để nhận được cái phẩm vật cúng dường đó. Mình suy tưởng về những cái phẩm hạnh cao quý của truyền thống của bậc đạo sư và của đệ tử Phật, để mà mình lập những cái gương gương tốt để mình theo, hướng tâm phát triển tinh thần. Bây giờ muốn về cái hỷ thì mình suy tưởng về Phật pháp tăng giới thí thiên và tịnh tịch, tức là về niết bàn. Tức là mình suy tưởng về những cái tùy niệm để mình có cái tâm hoan hỷ lòng tin. Trong đó cái quan trọng nhất mà chúng tôi thấy là cái niệm, theo kinh nghiệm của chúng tôi là niệm về niệm niệm Phật và niệm thí. Niệm Phật tức là mình nghĩ đến Đức Phật, những cái đặc tính của Ngài. Niệm thí tức là mình nghĩ tới những cái gì mình đã làm, những cái chuyện mà mình chia sẻ, ban cung dự cúng dường này kia, mình ban bố bố thí. Mình khi mình nghĩ lại mình cảm thấy hân hoan, thấy vui, thấy vui, tự nhiên là mình thấy có cái niềm tin. Tránh người thô tháo, gần người thanh nhã. Mình suy tưởng những cái bài kinh tạo cảm hứng, và mình phát triển cái tâm hỷ của mình. Khi mình nghĩ tới như vậy, có cái lòng tin như vậy. Như chúng tôi thích đọc kinh sách này, nhưng mà hỏi tại sao mà cái thích, tại vì có cái quan hỷ chứ không phải gì hết, chứ mình đâu có để ra làm cái gì, cũng không phải để khoe khoang hay để in ra làm gì hết. Mình chỉ làm là mình thấy quan hỷ rồi mình chia sẻ, mình đưa lên trên mạng vậy thôi. Nó tạo càng ngày mình tạo thêm cái tâm quan hỷ cho mình làm khinh an passadi. Khinh an muốn nói cho nhẹ nhàng thì rất là thực tế là phải có thức ăn tốt, khí hậu tốt, ở cái chỗ nào mà cái điều kiện tốt, sống sạch sẽ này nọ, sống dễ chịu thì mình thấy cái tâm mình nó
hư thới, đó là cái về vấn đề cái thân xác của mình. Rồi mình phải có cái tác phong thăng bằng, đừng có mà quá vui mừng, quá trộn rộn mà cũng đừng quá buồn rầu. Cái điều này khó, đừng có gần với những người náo động, những người đó đó nhiều khi họ cũng ảnh hưởng tới mình. Mình chưa, mình có cứng phải đứng đầu võ, mình chưa cứng thì mình tránh những cái người đó, hoặc những cái người thích năng nổ này cái kia, mình tránh đi, mình gần gũi những người trầm tĩnh, mình học được cái đó. Nhưng mà đừng có tưởng là nhiều khi khỏi cái môi trường, những bạn bè, những cái người bạn đạo cũng ảnh hưởng tới mình chứ không phải là không. Cho nên mình cái tốt nhất là mình tránh những cái chuyện đó. Về cái định thì vẫn cũng giữ là thân thể sạch sẽ, cân bằng ngũ căn. Mình cái thiện xảo ghi nhận cái định tướng, tức là khi mình hành thiền mình thấy phát ra những cái tướng, những cái niêm tại thế nào thì mình biết. Cái điều nếu mình chưa biết thì mình học, hoặc là mình hỏi những cái vị thiền sư để hướng dẫn cho mình. Và mình cũng phải tránh những người sao lãng, mà gần những người có chú tâm. Mình phải lúc nào cũng hướng về cái sự tu tập của mình, nhắc tự nhắc dở mình lúc nào cũng phải hành thiền. Và cái để mà phát triển tâm xả thì có những cái điều kiện để giúp, tức là thứ nhất là mình phải đừng có dính mắc nhiều quá, mình tránh ra, tránh những người mà, hoặc là mình tránh những người họ có cái quá khích cực đoan, không có dính mắc vào những cái người đó gần gũi mình biết vậy mình tránh. Cái trong Facebook chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không có kết bạn với những người mà có cái tư tưởng cực đoan. Lúc đầu mình không biết, nhưng mà khi mình đọc được một số những cái trao đổi của họ thì mình biết, là mình tự động mình hủy kết bạn lặng lẽ, mình không có, bởi vì mình cũng biết cái thời gian mình không còn bao nhiêu nữa, mình không có thời giờ đâu mà đi dính mắc những cái chuyện đó. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà mình có cái con đường của mình và mình trân quý cái thời giờ của mình. Thành ra mình sử dụng thời giờ của mình làm sao cho nó đúng chỗ, không phải là mình không có ngại ngùng gì hết, mình không có làm hại ai, mình không có lợi dụng ai, thì mình cũng có cái con đường độc lập của mình. Và cái thời giờ nó ngắn ngủi lắm, như chúng tôi nói có thể chết bất cứ lúc nào, thành ra không có cần phải bận tâm những cái chuyện đó. Mình nhớ nhớ lúc nào là thời giờ mình cũng còn có ít lắm, mình phải sử dụng làm sao cho nó khéo léo, cho nó có lợi cho cái con đường tu tập của chính mình. Thì đó là những cái gì về bảy giác chi mà ngài Analogio ngài nói, chúng tôi xin tóm tắt như vậy. Và một cái biểu đồ cuối cùng thì chúng tôi mời các anh chị xem cái đâu là cũng rất là hay, tức là cũng lấy ra trong một cái cuốn sách khác của ngài. Từ ngài nói là cái mình tu tập nó giống như là một cái kiềng ba chân, cái ghế ba chân như vậy, và nó có làm sao mình xoay quanh qua những cái điểm mà ngài đưa ra, tức là mình phải biết từ bỏ, phải biết viễn ly, sống ly tham và đoạn diệt. Và trong cái lúc nào cũng có bốn cái chi phần đó, là mình cũng phải làm sao cũng ghi nhớ trong đầu. Và cái đó cũng áp dụng khi mình cố gắng phát triển được bảy giác chi. Và bảy giác chi này thông thường thì chia làm hai phần, một bên là an chỉ, một bên là minh quán. Hai phần đó bổ sung cho nhau, và để giữ cân bằng đó là mình giữ cái anh niệm. Cái yếu tố niệm là coi để giúp để cân bằng giữa an chỉ và minh quán. Mà sau này thì có một số chư tăng dùng cái chữ thiền định và thiền tuệ, nhưng mà chúng tôi thấy cái chuyện đó tôi cũng không, tôi hiểu nhưng mà ít có dùng, không thích dùng. Chúng tôi thích dùng cái chữ an chỉ và minh quán hơn. Thì bên an chỉ thì có ba cái yếu tố là khinh an định và xả, và bên minh quán thì có ba yếu tố là hỷ tinh tấn và trạch pháp. Và hai cái bên đó cần phải cân bằng, và cái yếu tố để giữ cái sự cân bằng đó là niệm. Đó là cái quan trọng, niệm để chúng ta giữ sự cân bằng giữa an chỉ và minh quán. Rồi có mình đi vào có niệm thì mình có mới có trạch pháp mới có tinh tấn cũng mới có hỷ hỷ, rồi khinh an rồi mới có định, định có xả, đi đi trở về niệm, nó cứ đi lòng vòng như vậy mình đưa cái mình đi lên. Nhưng mà nhớ lúc nào mình phải cân bằng hai bên, chứ không phải chỉ có một bên thôi. Một bên là an chỉ, bên kia là minh quán, và bên an chỉ thì gồm có ba: khinh an, định và xả.
Bên Minh Quán thì gồm có ba, đó là hỷ, tinh tấn và trật pháp. Và niệm tức là cái yếu tố để giữ sự cân bằng giữa hai cái nhân nhóm đó. Thì đó cái điều chúng tôi xin tóm tắt là như vậy. Bây giờ thì còn có mấy phút nữa thôi thì chúng tôi chỉ xin đọc cái phần giới thiệu. Tiềm năng chữa bệnh của các giác chi. Trong nhiều bài kinh nguyên thủy, Đức Phật thường xuyên nêu gương trong việc chăm sóc người bệnh, đặc biệt là với phẩm chất cuối cùng được đề cập trong bài kinh của Tăng Chi Bộ trình bày trong chương trước. Đó là mình phải làm sao giảng dạy, khích lệ, làm cho người bệnh hoan hỷ và qua các bài pháp thoại. Ở đây thì mình không có khả năng đó thì mình tới thăm, mình có những cái lời khuyên làm sao cho họ vui, họ hoan hỷ để mà họ chống chọi với cái bệnh của họ. Động lực từ bi để giúp đỡ người bệnh thường được thực hiện qua hình thức cung cấp liều lượng pháp dược thích hợp. Tức là mình nói làm sao phải có cái khả năng nó khéo léo, nói cho đúng thời, nói làm sao cho họ nghe, họ hân hoan hỷ. Hình thức chăm sóc như thế này là một chủ đề được trình bày trong chương này và các chương tiếp theo. Trong bài kinh của chương này, tức là bài kinh lấy ra trong tạng của Tây Tạng, Đức Phật đảm nhận việc chăm sóc như vậy liên quan đến một trong những vị đệ tử nổi tiếng là Ngài Maha Kassapa, Ngài Đại Ca Diếp. Đức Phật tới thăm Ngài Đại Ca Diếp, Ngài giảng cái bài kinh Thất Giác Chi. Ngài Ca Diếp nghe xong là hoan hỷ hết mình. Ngài Maha Kassapa được mô tả trong nhiều bài kinh là vị đệ tử nghiêm khắc, xuất sắc trong hạnh Đầu Đà. Trong bài kinh trình bày ở đây, Ngài công nhận mình đang bị bệnh, cho thấy cái mức trầm trọng của chứng bệnh không phải chỉ là sự khó chịu thông thường. Tức là Ngài Đại Ca Diếp là nổi tiếng là Ngài tu hạnh Đầu Đà, tức là Ngài chịu đựng những cái sự cực khổ đau đớn hay lắm. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này, Ngài đau đớn là chịu không có nổi. Như vậy chứng tỏ rằng Ngài là cái bệnh nặng lắm chứ không phải là bệnh nhẹ. Lời dạy mà Ngài Maha Kassapa nhận được từ Đức Phật có liên quan đến bảy chi phần giác ngộ, thất giác chi, là bảy phẩm chất nêu ra trong pháp hành thiền của Phật giáo sơ kỳ để hướng tâm đến giác ngộ. Các chi phần này thường được xem là đối nghịch trực tiếp với năm phẩm chất tiêu cực của tâm trí, được gọi là năm chướng ngại hay triền cái. Tương tự với các phẩm chất tích cực và tiêu cực của bệnh nhân và người chăm sóc đã được thảo luận trong các chương trước, pháp hành thiền trong Phật giáo sơ kỳ chẩn đoán tình trạng tâm thần của một người với những phiền não bằng cách liệt kê những yếu tố gây phương hại đến tâm trí, đó là năm chướng ngại, và những phẩm chất tích cực bồi dưỡng sức khỏe tâm thần gọi là bảy giác chi. Ý của Ngài muốn nói rằng đó, theo trong cái Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo sơ kỳ có hai phần, phần tiêu cực và phần tích cực mình cần phải biết. Phần tiêu cực tức là năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Mình phải làm sao để mình đối trị, mình khống chế nó, hay là làm cho nó bớt đi. Và năm và bảy cái chi phần khác là mặt tích cực, phải được phát triển, tức là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả, tức là bảy giác chi. Đó là phần tích cực. Tức là một bên tiêu cực là mình phải cố gắng kiểm soát, một bên nữa là mình phải cố gắng trưởng dưỡng. Năm chướng ngại hay triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Ý nghĩa đầu tiên của năm chướng ngại này là cản trở sự hoạt động đúng đắn của tâm trí. Đó nói về cái ý nghĩa của năm triền cái. Chúng đưa tâm theo hướng ngược lại với sự giác ngộ và ngăn cản, tạo khó khăn ngay cả cho những công việc bình thường như học tập một việc gì đó cho đúng cách. Không phải là chỉ là giác ngộ thôi, mà năm cái triền cái này trong khi mình học hành hay mình làm cái gì nó cũng cản trở mình, chứ không phải là chỉ cản trở giác ngộ thôi. Thành thử ra ngay khi mình hành thiền hay mình làm việc ở trong ngày, sinh hoạt ở trong bình thường ở trong ngày, mình cũng phải biết nhận diện năm cái triền cái đó. Danh sách năm yếu tố này thật ra bao gồm 7 trạng thái tinh thần tiêu cực, trong đó hôn thủy là một cặp đôi bao gồm hôn trầm và thủy miên. Tức là mình nói hôn thủy là hôn trầm và thủy miên, và tách làm hai nữa, thay vì năm mình tách cái hôn hôn trầm thủy miên làm hai nữa, nó thành ra 6. Và trạo hối tức là trạo cử và hối hận, hối khóa thì cũng là hai nữa, là cộng lại là 7 chứ không phải là năm. Kết hợp cặp đôi như thế có lẽ là do hiệu ứng và tính cách tương tự của chúng. Thì theo cái nhìn nhìn của Ngài Analayot, kinh điển gọi là hôn trầm thủy miên thành một, thì có lẽ nó giống nhau, tương tự với nhau. Và trạo hối tức là trạo cử và hối khóa thì cũng giống nhau, là kết hợp thành một. Nên là từ 7 mà xuống còn 5 là vậy.
Vì năm chướng ngại trong thực tế gồm 7 trạng thái tinh thần riêng biệt, có thể xem như chúng tương ứng với 7 giác chi để đối trị thay thế, tạo ảnh hưởng lành mạnh cho tâm tâm trí. Đó là ngài mới suy diễn từ đó là tại sao mà lấy 7 7 giác chi đối trị với 5 triền cái. Bởi vì thật sự ra là 7 triền cái chứ không phải là 5 triền cái. 5 triền cái đó mình nhìn kỹ thì hôn thủy mình tách ra làm hai, đó là hôn trầm và thủy miên. Trạo hối tức là trạo cử và hối quá. Nên ta ra 7 7 cái triền cái. Nói 7 giác chi đối trị với 7 triền cái. Vì năm chướng ngại trong thực tế bao gồm 7 trạng thái tinh thần riêng biệt, có thể xem như chúng tương ứng với 7 giác chi để đối trị thay thế, tạo ảnh hưởng lành mạnh cho tâm trí. Theo cách này, giống như chương trước đã trình bày, năm phẩm chất bất lợi đối với năm phẩm chất có lợi trong trường hợp bệnh nhân và người chăm sóc. Sự tương phản hiện tại là giữa 7 phẩm chất bất lợi và 7 phẩm chất có lợi trên tinh thần. 7 phẩm chất bất lợi tức là 7 triền cái, hay là mình rút gọn thành 5 ha. 7 phẩm chất có lợi cho tinh thần tức là 7 giác chi. 7 yếu tố tinh thần đưa đến giác chỗ, giác ngộ hay là giác chi, đưa tâm theo hướng đối nghịch lại với các chướng ngại tinh thần là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Tiềm năng của các giác chi này không hạn chế chỉ về mặt sức khỏe tâm thần, vì chúng cũng có thể dẫn đến phục hồi thể chất. Cái tiềm năng nó là không phải để giúp cho mình tu tập cái tinh thần thôi, mà nó cũng thấy làm cho cái tâm mình quan hỷ để mà mình chống chọi với bệnh tật, tức là cũng giúp cho cái thể chất mình nó khỏe mạnh hơn. Đây là chủ đề của 3 bài kinh liên tiếp trong tương ưng bộ SN 45, 14, 15, 16, tức là tương ưng bộ chương 45 hay phẩm 45, bài kinh số 14, 15, 16. Các anh chị có thể tìm đọc hoặc là ở trong này chúng tôi có liệt kê ra. Một trong những bài kinh ghi lại chính Đức Phật đã phục hồi sức khỏe khi một tỳ khưu đục tụng đọc về 7 giác chi cho ngài nghe, tức là bài kinh 15 á, thì nói rằng Đức Phật bị bệnh, rồi một vị tỳ khưu tới ngài nói đọc cái bài kinh đó cho ngài nghe. Khi ngài nghe cái ngài hoan hỷ, ngài cũng hết bệnh chứ không phải chỉ có chư tăng thôi ha. Trong tạp A Hàm cũng có một cái bài kinh tương tự như vậy, kinh 727 của trong tạp A Hàm. Tôi sẽ trở lại bài kinh này trong phần thảo luận tiếp theo. Hai bài kinh kia có ngài Mokkalana và ngài Mahakassapa, tức là hai cái vị đại đệ tử khác. Thứ nhất ngài Mục Kiền Liên, đại Mục Kiền Liên. Vị đệ tử thứ hai tức là ngài Đại Ca Diếp, hai ngày đó cũng khỏi bệnh. Khi Đức Phật nói về 7 giác chi cho các vị ấy nghe, bài kinh dạy cho ngài Mahamokkalana chỉ thấy ghi trong tư ưng bộ, nhưng bài kinh dạy cho ngài Mahakassapa thì có một bài kinh tương ứng được lưu giữ ở Tây Tạng. Tức là có hai cái bài kinh giống nhau, nhưng mà cái bài kinh mà cái ngài Đại Mục Kiền Liên bị bệnh rồi tới nghe Đức Phật giảng cho thất giác chi hết bệnh thì không có trong bản kinh Tây Tạng, chỉ có bản kinh trong Nikaya của Pali thôi. Nhưng mà cái bài kinh của ngài Đại Ca Diếp thì có cả hai, tức là trong Tây Tạng cũng có mà ở Tích Lan cũng có cái bài kinh đó. Bài kinh Đức Phật tới giảng thì 7 giác chi thì ngài Đại Ca Diếp nghe xong là khỏe. Đây là bản kinh tôi trích dịch và trình bày trong chương này, thì chúng tôi có dịch ra bằng dựa theo cái bản tiếng Anh của ngài Analayo dịch ra đây, thì các anh chị có thể đọc. Theo tài liệu lịch sử, bản kinh được một vị tu sĩ Sri Lanka đem đến truyền bá ở Tây Tạng, và do đó bắt nguồn từ một dòng truyền thừa của hệ phái Theravada, mặc dù cho thấy có một số biến thể khi so sánh với bài kinh Pali tương ứng. Thì đó là một trong 13 bài kinh mà một cái vị tu sĩ ở Tích Lan, ở Sri Lanka đem đến truyền vào trong Tây Tạng, được ghi lại cho tới bây giờ. Thì đây là cái bài kinh mà anh chị có thể xem. Và bài kinh thứ hai quan trọng hơn đó là bài kinh Girimananda, mà chúng tôi có ghi ở trong cái cuốn tập nói về 10 pháp quán tưởng này. Thì có đó là những cái bài kinh mà có nguồn gốc từ Sri Lanka đem lên. Mình thấy ở trong Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, nếu mà chư tăng hoặc là Phật tử có dịp đọc thì cũng có thể đọc được một số những kinh điển, kinh luật và luận có cùng chung một căn bản với lại truyền thống Theravada này. Và như vậy thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây, bởi vì cũng hết giờ rồi. Trong 90 phút vừa qua, nếu chúng tôi trình bày có những gì sơ xuất thì mong quý sư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quang hy phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi xuống mic và rời room, thì chúng tôi xin thành kính chúc tất cả của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu nhiều điều tốt lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.